Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên trên địa bàn thành phố đã đi vào nề nếp có hiệu quả. Tình hình vi phạm pháp luật của sinh viên trên địa bàn thành phố được kiềm chế và có dấu hiệu giảm. Đây là những hiệu quả thiết thực sau khi triển khai kế hoạch số 135 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2018. Qua 3 năm triển khai, tình hình vi phạm pháp luật của sinh viên trên địa bàn thành phố được kiềm chế và có dấu hiệu giảm. Công tác phổ biến pháp luật cho sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng được ban giám hiệu các trường đánh giá cao vì đã giúp nhà trường và sinh viên hiểu những quy định cơ bản của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt, không xảy ra tình trạng sinh viên tụ tập, tham gia biểu tình như những năm trước. Việc triển khai kế hoạch 135 cũng góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh trật tự tại trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến sinh viên, nhà trường. Rạng sáng nay, lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện Đông Anh phối hợp với đội thanh tra kiểm soát giao thông đường thủy số 2, phòng PC08 công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép. Vào lúc 1 giờ 20 phút khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Đuống, thuộc địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đã phát hiện một tàu vỏ thép không số hiệu, trọng tải 150 tấn do Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1977 tại Bắc Giang điều khiển. Phát hiện tàu đang vận hành đầu nổ đầu sên khai thác cát đen từ lòng sông đáy lên khoang tàu, tổ công tác đã yêu cầu dừng hoạt động tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Tuyên không xuất trình được giấy phép khai thác, giấy tờ liên quan đến phương tiện. Hiện công an huyện Đông Anh đã củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường 26, cục quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu thuốc bắc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra hộ kinh doanh Thiết Hường tại huyện Gia Lâm và kho hàng tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục loại nguyên liệu thuốc bắc như táo mèo, nhân trần, quy nhật, kim tiền, sa sâm, xạ đen, tổng trọng lượng khoảng hơn 7 tấn. Thời điểm này, chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Hường, 40 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Được biết, cơ sở Thiết Hường kinh doanh thuốc bắc đã lâu năm ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Căn cứ dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đưa về kho của đội quản lý thị trường số 26 để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Để tăng cường các biện pháp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch số 61 ngày 1 tháng 3 năm 2019 về việc tăng cường các biện pháp giải pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Qua nửa tháng triển khai, camera 141 ngày hôm nay sẽ ghi nhận những kết quả thực hiện kế hoạch tại quận Ba Đình. Là em chủ quan em tập ngay gần chỗ ngã tư đây này. Thì em đi ra nghĩ nhà em ngay gần đây thì em đi ở đây thì em. Dạ em độ nhưng mà không cài quay ạ. Tại hôm nay em đi vội nên em quên mất ạ. À, mình đi ngắn mà, mình ra đây đầu với ăn bún chả mà. Bọn em nhờ đèo về nhà bọn em ngay gần đây, chỉ đèo một đoạn về thôi. Bạn này thì cũng có nguy hiểm nhưng mà bọn em chỉ nhờ đèo một đoạn thôi ạ. Đi gần nên không đội mũ. Đi vội nên quên luôn mũ. Hay mang mũ rồi thì bỏ qua cài quay. Rất nhiều những lý do quen thuộc được đưa ra để chống chế việc vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Với mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung và quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nói riêng, có phần tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, quận Ba Đình đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác cả về tuyên truyền và kiểm tra xử lý. Sau khi chúng tôi nhận được kế hoạch 61 ngày 1 tháng 3 năm 2019 của Công an thành phố, thì Công an quận Ba Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch số 162 triển khai đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong Công an quận thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, các quy định, các mục đích của kế hoạch 61. Ngoài ra, Công an quận Ba Đình đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 quận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trên lĩnh vực đội mũ bảo hiểm đến từng cơ quan, trường học đóng trên địa bàn quận. Và chúng tôi đã tập trung giải quyết vào các tuyến phố chính trên địa bàn quận, đặc biệt là các tuyến phố xuyên tâm theo cái quy định của Công an thành phố và Ban chỉ đạo 197 thành phố đã quy định.
xác định các tuyến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông diễn ra phổ biến. Công an quận Ba Đình đã bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Thời gian xử lý từ 6 giờ 30 phút đến 24 giờ hàng ngày. Ngoài nòng cốt là đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận, công an 14 phường trên địa bàn cùng các lực lượng phối hợp, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, trung đoàn cảnh sát cơ động, đội thanh tra giao thông vận tải quận Ba Đình cũng phối hợp chặt chẽ để tuần tra kiểm soát, đảm bảo hiệu quả toàn diện và sâu rộng. Như trên địa bàn phường Giảng Võ có hai tuyến phố xuyên tâm là Giảng Võ và Kim Mã, nên các tổ công tác của công an phường thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, đặc thù tuyến phố Trần Huy Liệu tập trung tới 5 trường học cũng là khu vực cần tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý đi đôi với tuyên truyền giáo dục. Sau khi có cái kế hoạch 61 của công an thành phố thì công an phường đã xây dựng kế hoạch và quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ, giao cảnh sát khu vực vào các tận trường học phối hợp với ban giáo hiệu nhà trường để tuyên truyền hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều, còn lực lượng tuần tra thường xuyên để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Kể từ khi triển khai kế hoạch số 61 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc ra quân xử lý người điều khiển phương tiện giao thông là xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đến nay toàn quận Ba Đình đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Đặc biệt, các trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên còn có thông báo xử phạt gửi về đơn vị người vi phạm để có sự phối hợp xử lý. Những biện pháp mạnh tay sẽ được triển khai liên tục từ nay đến hết năm, hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa ý thức trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm của người dân khi tham gia giao thông cũng như các quy định trật tự an toàn giao thông. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.